có cấu tạo gần giống như đàn guitar. Trước tiên nó sẽ có cái hộp cộng hưởng ở đây ạ. Thành phần chính làm nên đàn ukulele vẫn sẽ là gỗ. Cần đàn sẽ gắn vào cái thùng đàn này. Và đàn ukulele sẽ có 4 dây, đây là nylon. Đánh từ dưới lên sẽ là 1, 2, 3, 4 ạ. Ở trên đàn ukulele này sẽ có các cái phím chia ra đây ạ. Các bạn nhìn thấy các thanh phím nổi lên này. Thì khoảng cách giữa hai thanh phím này là một ngăn đàn, ngăn 1 này, 2, 3 này. Thường thì đàn ukulele nó sẽ chấm như các bạn ở đây ạ, là vào ngăn 3, 5, 7, 9 hoặc 10 ạ. Và ngăn 12 sẽ có hai cái chấm này ở đây. Đó là trên thị trường hiện tại là có các loại đàn ukulele nào ạ? Thì trước tiên là cây tôi đang cầm đấy ạ, và cái cây này đây. Thùng của nó sẽ có kích cỡ 26 inch. Đây là cây tenor hay là loại to thứ 3 trong họ của đàn ukulele. Loại to nhất các bạn có thể thấy cho cầm đấy ạ. Đây là loại bariton. Bariton là loại ca to nhất, cũng là to nhất và cũng là tiếng trầm nhất ở trong cái họ ukulele này. Và dây của đàn bariton sẽ là 4 dây dưới của guitar các bạn nhé. Tiếp theo nữa là hai loại nhỏ hơn. Loại concert là loại giữa, cũng là loại được các bạn ưa chuộng nhất. Thùng của nó thường là 23 inch. Đây các bạn có thể thấy kích cỡ nó khác nhau này. Cái loại concert này thì sẽ tương đối là phổ biến cho các bạn trẻ hiện giờ. Cuối cùng đó là loại soprano ạ. Soprano thì thùng đàn nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều, thường khoảng 18 inch ạ. Thì cái phím của soprano nó sẽ bé hơn và cũng nhiều thùng đàn nhỏ hơn. Thường thì đàn này dành cho các bạn nhỏ người, ngón tay nhỏ, hoặc là các bạn trẻ con nhá, các bạn sẽ có thể bấm được cái này và dùng những cái này làm quà tặng sẽ rất là hay. Tiếp theo các bạn hãy đi vào kiểu chơi các bạn nhé. Sẽ có 3 kiểu chơi chính mà các bạn chơi trong đệm hát ukulele cơ bản. Đó là kiểu chơi piano ballad, kiểu chơi pop ballad và kiểu chơi về điệu disco. Kiểu chơi sẽ sôi động hơn. Để ví dụ bài tháng tư lời nói dối của em đánh ở mi thứ ạ. Những cánh hoa phai tàn lặng lên. Em có bay xa, em có đi xa mãi. Sang kiểu pop ballad nó sẽ nhanh hơn một chút ạ, nó sẽ như sau. Ví dụ bài sơn cơn mưa qua sơn tùng đánh ở mi thứ nhá. Vì em đã xa rồi, tình anh chỉ trong màn đêm. Vì em đã quên rồi, tình anh chỉ trong mơ. Em đã đi rồi, qua cơn mưa em đã đi rồi. Sẽ xua tan đi em bóng dáng mình. Em đã mãi rời xa. Kiểu qua chạy disco ạ, ví dụ như bài đơn nhau đi trốn với trời mi thứ chẳng hạn. Thật lòng anh mơ mơ cùng em đi đến tận cùng, tận cùng chân mấy vượt núi cao hay biển rộng, biết mấy là yêu cho vừa, yêu dấu cho vừa, yêu nhau lâu về nhau. Các bạn hãy tìm hiểu khái niệm của vòng ngón tay để chúng ta tập tay trái trước nhé. Vòng ngón tay đơn giản nó là cách sắp xếp các cửa âm để nó trở thành một bài hát. Vậy thì có các vòng ngón tay cơ bản, 4 vòng ngón tay cơ bản mà các bạn cần học khi mà bước vào đệm hát ukulele. Đó là vòng ngón tay đô trưởng, son trưởng, la thứ và mi thứ. Thì về cách lên dây thì các bạn có thể tìm trên các clip ở trên YouTube nhé. Tôi thường sử dụng một dụng cụ nó gọi là máy lên dây ạ. Đây, ví dụ như đây chính là cái máy lên dây ạ. Nó giúp chúng ta tôn dây rất là dễ dàng. Và có thể các bạn có thể tải phần mềm Vutatuna về ở trên điện thoại smartphone. Nó sẽ là phần mềm rất hữu ích. Mặc dù là khi chỉnh lên smartphone thì chắc chắn nó sẽ có tạp âm, tại vì nó bắt âm qua mic mà. Thế nên nó sẽ có lệch một chút cho các bạn nhé. Nếu các bạn có điều kiện hãy cố gắng mua một cái tuner khoảng tầm 100.000 thôi là được dùng cho các bạn rồi. Thì âm dây đàn các bạn sẽ luôn luôn chính xác nhất. Tất cả các bạn đã theo dõi. Và buổi sau tôi sẽ hướng dẫn cách lên dây đàn guitar và dây đàn ukulele nhé. Cảm ơn các bạn.